gái Việt Nam. Ok. Tại vì cũng có một một cái con như này là muốn gặp mi. Ok, không có chi. Hay là làm đã nhỉ? Làm luôn. Làm video gặp gái Việt Nam nha các bạn. Chứ hôm nay ăn thịt bò không ăn đâu. Không. À, từ để mình mở. Để chú ý nha. Đấy. Chào. Chào em. Khỏe không? Khỏe chứ? À. Đấy. Muốn nồi chiên nè. Linh đâu muốn nồi chiên. Khỏe không? Ồ, hai con gái, hai gái này, hai gái đẹp này. Hai gái đẹp lên là hai gái đẹp lắm. Từ từ nói từ từ. Hai gái đẹp lắm. Có nghe Linh đâu thích hỏi, nhiều lắm. Hỏi thấy chứ? Hỏi con nghe thấy không? À, hỏi có con nghe thấy không? Có nghe không? Hả? À? Ta này có nghe không? Anh đồ anh có người yêu chưa? Chưa nghe hả? Có người yêu chưa? Hả? À, chưa có người yêu chưa? Nên đồ thích người xa tăng. Con Việt Nam, gái Việt Nam đẹp lắm. Mời từ từ ạ. Nói gì mồm lên nói cho con nghe cho rồi. Vâng. Linda thích gái Việt Nam. Hiểu không? Nghe chưa? Vậy em qua đó cứ đến đồ nha. Không nghe được. Nói lại. Linda yêu gái Việt Nam. Đợi tí nhá, đợi tí tắt mở cái loa Bluetooth cho nó nghe rõ này. Tao để nhắn tin muốn gọi về chân với Linda đấy. Ok. Rồi nói. Hello. Khỏe chứ? Ồ, gái đẹp lắm mà, đẹp lắm. Ôi giời, đẹp quá đẹp. Nổi to lên nhá, nổi to lên nhá. Anh đang làm gì đó? À, anh muốn nổi gấp mi, gấp em à? Đang làm gì đâu? Đang nói chuyện với em. Đang nổi chuyện. Rồi. Nổi chuyện. Rồi. Ha, à, hai con cây à? Hai thích ai? Thích một con thôi. Một con gì? Con này thích. Ai gọi thì nói chuyện với người đâu? Tên gì? Anh có một yêu thương. Dạ, Răng ơi. À, chưa, ăn xong rồi. Ăn buổi sáng rồi, chưa ăn trưa. Anh có người yêu chưa? À, không thể chứ. Nói to lên. Anh chưa có người yêu. Anh yêu gái Việt Nam. Chắc gái Việt Nam thôi. Anh yêu em. Yêu gái Việt Nam, gái Việt Nam yêu. Anh yêu em. Anh yêu em. Hiểu chưa? Ôi trời, nổi to lên. Khó mà, khó nghe thế mà. Anh yêu em. Giao lưu đi đã, hỏi tên, tuổi. Linh đâu? Đang nghe. Anh yêu em, anh thích em. Hỏi tên gì rồi là... Em tên gì, anh muốn biết em tên gì? Diên hả? Tinh. À, em tên Tinh. Ok, em bao nhiêu tuổi rồi? Chỉ có đây mà nghe này. Em mới 22 tuổi à? 15. 22. À, 22. 22 tuổi à? Ngon lắm. Em à, ngon lắm, tốt lắm. À, thích luôn. Tốt lắm. À, anh muốn lấy em làm vợ ai luôn nhá. Yêu thích luôn nhá. Em nữa 10 ngày nữa em sang qua Ấn Độ, Tổ Quy ra. Không hiểu chứ cái. À. Không hiểu. Hiểu mà. Nhưng mà loại nổi không nhiều. À, nó nhỏ quá.
10 ngày em qua trong khuyên lấy anh nha. 10 ngày làm chứ? 10 người muộn trang đây lấy mi. À, cái bơ cưới cái bơ việt muộn trang đây. Nhưng mà có giấy tờ không? Có hộ chiếu lúc có tiền cái này sang đây cần hộ chiếu giấy tờ tiền làm được nhưng mà tiền nhưng mà có bắt thích bay không? Nhưng mà mi có thích không? Thích luôn nhá. Em 10 ngày nữa em sang nha. 10 ngày nữa khổ lắm. 1 ngày nữa em sang. Tao hiểu này. 10 người. 1 ngày nữa là sang đi. Ôi giời, lừa. Lừa. Thật không? Em nói thật không? Em nói thật không? À, chào em tên gì? Hello, em tên gì? Em tên gì? Cười chứ này, tên mà ai muốn biết? Biết tên, biết tuổi này rồi mà yêu. Vâng, khách. You, anh à, you. Nói to lên, nói to lên mới nghe được. Nói to lên nhá. Ok, hiểu, ok, được rồi. Nhưng mà thích ai? Thích con trắc màu vàng. Trắc màu vàng này, thế thì biết cho biết. Hai người thì mình chọn ai? Đây. Thích đây. Chúng ta hẳn biết rồi, hẳn biết rồi. Đây đây. Thần tượng là yêu mi. À, ok. Your love. You luôn nha. Em tên gì? Ai muốn biết em tên gì? Em bao nhiêu tuổi rồi? Em tên An, 22 tuổi. À, 22 tuổi. Oanh. Ngồi, tên ngồi. Tên Oanh. Oanh. 22 tuổi. Ok, tuyệt lắm. Anh 25 tuổi thôi. 25 tuổi. Vâng. Em nó là ai? Anh yêu em. Đang nghe. Chưa. Mì cỏ rồi. Chưa có rồi. Anh yêu gầy Việt Nam. Anh yêu gầy Việt Nam. Hỏi đi. Ra đây. Làm người yêu được không? Ra đây đây. Nơi lại. Nơi lại không nghe chứ cơ ạ. Anh yêu thật. Nhưng mà hai người yêu ai? Ôi dồi, tắt rồi. Nói nhỏ quá. Trời. Tin. Tin đâu? Đây. Hai người đen này, tóc đen này, tóc vàng này. Tóc vàng á? À, tóc vàng à. Tên là Tin, tóc vàng à. Yêu gây tóc vàng à. Tên Tin gì? Nói chậm mà to lên rồi. Vâng. Tin ơi. Oanh. Ơi, alo, Oanh. Oanh. Cho muốn nổi tiếng. Oanh. Oanh ơi. Chụp đi. Ai nổi chuyện? Chưa hết nổi mà. Nổi chưa hết mà. Muốn biết, ai muốn biết em mà yêu anh không? Lắng nghe. Yêu chơi phi được, yêu ngay chân trong phi được. Hàn nổi đấy nghe. Không lẽ nổi to lên. Tại sao? Không nghe được gì đâu nhỉ? Không nghe. Yêu ai? Ok. Yêu ai? Ok. Ôi giời. Mình thích ai? Thích.
điên cho điên thích cụ thích oi lắp trống này à, ok lắp trống đó được ai yêu luôn thật thật anh xin tên Facebook. Ai xin tên Facebook? Vâng. Hồng Anh. Ừ, Hồng Anh. Là xong kết bạn nhá, kết bạn liên đồ nhá. Ok. À, anh nhặt này. À, ồ, đây rồi, Hồng. Ờ, Hồng Anh. Ok, Anh. Hồng Anh, ok. Nhưng mà hỏi có thích chưa, không? Chưa. Có thích không? Có thích ao không? Có thích linh đồ không? Có thích ao không? Có nhiều linh đồ không? Ok, giải tốt lắm. Nhưng mà có đặt máy, từ từ. Linh đồ chưa nói hết. Linh đồ yêu. Linh đồ yêu Anh. Linh đồ xin muốn làm vợ luôn nhá. À, ok, ok. Này. Linda thằng Bon về Việt Nam nhá. Nhà tin Hoài nhá. Hôm nay Linda biết người yêu Hoài luôn nhá. Hoài luôn nhá. Người yêu tao ai? Hoàng Hoàng thì đăng lên Facebook luôn. Ok thì đăng lên nhà Facebook tin. Luôn nhá, nhà tin nhá. Kết bạn liên để máy liên hệ đâu? Yeah. Vâng, ok. Ok. À chưa, từ. Điện thoại đây. Điện thoại cầm điện thoại rồi. Đây. Ok. Kết bạn nhá. Kết bạn Facebook nhá. Mày mối đây. Facebook, à. Xin Facebook kết bạn. Từ. Kết bạn nhá. Không tắt máy nhá. Kết bạn nhanh nhá. Rồi các bạn. Ok. Hồng Anh. Từ thời gian nó dài. Ôi. Linh đồ có người yêu rồi các bạn ạ. Ok, kết bạn nhá. I love good girl. Tức lắm. Không thấy. Hoàng Hoàng học cách bản liên đồ. Không thấy. Chết được. Vâng. Ok. Từng chứ. Mặt không xem lại. Này, quay máy nhìn mặt này. Quay máy muốn nhìn Facebook. Muốn nhìn Facebook, tên Facebook ai? Không, người ta quay một lần thôi. Quay một lần thôi hả? Không thấy mà. Tìm chép ra. Từ không đợi đi. Thôi. Đợi đi. Kết rồi. Tắt rồi. Tắt mơ. Không xem cho xem nào. Ok nha các bạn. Thì Linh đồ bây giờ đang rối lắm. Và bây giờ là đi tìm Facebook Oanh Hùng Oanh. Ok đi tìm đâu? Đây. Đây à? Dạ. Không phải. Đó. Đà Nẵng mà. Biên Hòa, đây là Biên Hòa. Phải à? Không phải. Nhưng mà có thích không? Có thích. Không là nói như nào mà. Thôi thích nhiều lắm. Ừ. Anh em mà hôm nay lên đồ tán gái Việt Nam. Nhưng mà đã có người yêu chưa? Chưa, bên này người dân châu Phi. À có người yêu bên châu Phi rồi. Vâng. Muốn là có người yêu Việt Nam nữa. Vâng. Rồi ok. Đấy, giới thiệu đó. Tản đi thôi. Vâng, được. Nhưng mà để tính bên này để mình tìm cho Linh đồ Hồng Anh này.
Nhưng có thích không để tìm mà. Thích nhiều lắm. Ờ...